Kinh văn: Đắc đại thế, tới sẽ được thành Phật. Tán rằng đây là phần thứ năm, duy tu đạo mãn, nhập chư địa rồi sau đó càng được gặp Phật, càng thuyết kinh điển này. Kinh văn: Đắc đại thế, tới tam hiệu tam bồ đề. Tán rằng dưới là đoạn lớn thứ ba, kết hội kim cổ, để chỉ mọi người tướng thuận nghịch, chia làm hai phần. Phần đầu hội bất kinh, phần sau hội bốn chúng. Đây là phần đầu có hai mục, đầu là hội thân, sau là hội pháp. Kinh văn: Đắc đại thế, tới đó là người chẳng thoái chuyển. Tán rằng đây là hội bốn chúng có ba phần. Đầu tiên là hội lúc xưa hành ác hạnh chịu quả báo, xưa hành ác hạnh quả. Thứ hai là hội quả của người nửa chừng mới theo sự giáo hóa của Phật, trung đồ tòng hóa quả. Cuối cùng là hội các chúng xưa nay. Hỏi: Thành văn thiện hiện vẫn còn đang trụ ở hạnh vô chánh, vốn phải giúp đỡ chúng sinh và làm lợi ích cho họ, cớ sao Bồ Tát lại thụ ký gượng ép cho tứ chúng, khiến họ đánh chửi ông ta trước lấy tội báo này? Đáp: Bồ Tát Điện nói, Bồ Tát thường lấy sự vui được yên ổn để giáo hóa chúng sinh. Nếu chẳng phải là sự vui được yên ổn thì cũng biết được đúng như thực, rồi tùy lực mà phương tiện giáo hóa khiến họ đoạn trừ. Nếu lúc đầu khổ mà sau được yên ổn, họ tuy ưu não nhưng rốt cuộc cũng được lợi ích. Đó là Bồ Tát y vào phương tiện thiện xảo. Hỏi: Nếu lúc đầu tuy vui mà sau chẳng yên, họ dù chịu ưu khổ nhưng chẳng muốn theo, thì phải dùng được phương tiện để giúp họ đoạn trừ, vì sao vậy? Đáp: Vì sau này ắt sẽ vui. Này bất khinh quan sát thấy lúc đầu tuy khổ nhưng sau này trở lại hóa đạo sẽ khiến họ nhập đạo. Giống như vị đại lương y quan sát người ốm nặng, trước hết phải làm cho bệnh của người đó phát ra, rồi sau mới cho thuốc để chữa khỏi. Lại giống như người đánh cá giỏi khéo léo khiến cá ở dưới suối xuất hiện, cũng giống như người thợ săn giỏi khéo léo khiến gấu beo xuất hiện. Nếu là sân, nếu biết sân là cái nhân có ích thì khiến kẻ đó nổi sân lên để rồi độ cho họ. Nếu biết tham là cá nhân có ích thì khiến họ nổi tham lên để rồi độ cho họ. Cũng như cảm hóa dâm nữ để ả mặc sức bừa bãi, rồi sau đó mới độ cho ả. Nhị thừa thì chẳng thể làm nổi, cho nên trụ ở vô chánh. Hiện tuy trừ được tranh, nhưng chẳng thể giúp người khác rốt ráo trừ bỏ được mọi sự tranh cạnh. Bồ Tát tự mình chứng được vô chánh chân như, rồi giúp người khác trừ được gốc rễ của mọi sự tranh cạnh rốt ráo, khiến họ cũng chứng được chân lý vô chánh này. Cho nên thoạt đầu tuy khởi chánh như sau lại khiến diệt chánh, đó là hành đại vô chánh, chẳng giống với hiện tiểu vô chánh của nhị thừa, cho nên không hề gì. Kinh văn: Đắc đại thế, tới sao chép kinh này. Tán rằng đây là đoạn lớn thứ tư, kết luận khuyên mọi người trừ nghịch hạnh, tu thuận hạnh. Có hai phần: phần đầu lợi ích kinh này lớn, phần sau khuyên lưu thông kinh này. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới chóng được thành Phật đạo. Tán rằng đây là 19 tụng rưỡi, tụng về ba đoạn cuối chia làm ba phần. Một phần đầu gồm 10 tụng, tụng về tướng thuận nghịch đối với người thuyết kinh. Hai phần hai gồm 3 tụng rưỡi, kết hội cổ kim để chỉ cho mọi người tướng thuận nghịch. 3 phần cuối gồm 6 tụng, kết luận khuyên mọi người trừ nghịch hành thuận. Đây là phần đầu có 2 mục, 1 tụng rưỡi đầu được gặp Phật, 8 tụng rưỡi sau hành thuận nghịch. Trong hành thuận nghịch lại chia làm 5, 3 tụng đầu kẻ ác tăng thế, thiện sĩ thêm trăm. 1 tụng sau bị lời xúc phạm vẫn nhẫn nhịn được, thân bị xâm hại vẫn chịu đựng được. 2 tụng sau thắng quả bền sinh. 1 tụng sau kẻ ác thuận theo sự giáo hóa. 1 tụng rưỡi cuối thiện sĩ tăng đạo chẳng tụng về một tiếng lành đã nổi. Tội hết rồi có nghĩa là các nạn bị ác mạng chửi rủa độc địa, bị gia hại làm hại, chuyện từ nặng thành nhẹ vì là tội nghiệp đời trước. Kinh văn: Lúc đó thường bất khinh, tới đó là người nghe pháp. Tán rằng đây là kết hội cổ kim chia làm 2 mục, nửa tụng đầu hội thân, 3 tụng sau hội chúng. Kinh văn: Ta ở trong đời trước tới chóng được thành Phật đạo. Tán rằng đây là kết luận khuyên mọi người bỏ nghịch hạnh, tu thuận hạnh. Có 4 mục: 2 tụng đầu những người trước đây đã được giáo hóa, 1 tụng sau kinh này khó được nghe, 1 tụng sau kinh này hiếm khi thuyết,
hai tụng cuối khuyên chớ sinh nghi. Phẩm thần lực Như Lai ba môn phân biệt: một, nói rõ dụng ý; hai, giải thích tên phẩm; ba, giải đáp thắc mắc. Một, nói rõ dụng ý có ba ý, một trong ba lưu thông. Tám phẩm dưới đây là phó thụ lưu thông, thị tướng phó trúc thụ mệnh lưu hành kinh này. Hai phẩm thần lực trúc lụy phó trúc cho việc lưu hành kinh này. Sáu phẩm kia là thụ mệnh lưu thông, phó trúc có hai phần: một, hóa phép thần thông khiến tin lời phó trúc; hai, tay xoa đỉnh đầu khiến thi hành lời phó trúc. Đây đây tức là phần đầu Phật phó trúc cho họ, sợ họ chẳng tin tưởng cho nên đã hóa phép thần thông phóng quang vân vân để thị hiện, để khiến cho họ biết Thế Tôn có phép đại thần thông từ lâu, chẳng hề vọng ngữ nói ra lời chân thực, khiến họ sinh tín giải rồi mới nói lời phó trúc, cho nên mới có phẩm này. Hai, theo trong khoa thứ hai, một phẩm đầu tiên ở phần trên gọi là tự phần, thứ đến 19 phẩm là chính tông, 8 phẩm dưới là lưu thông phần, 2 phẩm thần lực trúc lụy, khuyên tin phó thụ, 6 phẩm cuối là vâng mệnh lưu thông, thế giống như trước, đây không thật nữa. 3. Luận nói rằng tu hành lực có 7 loại, thì loại thứ hai là thuyết lực, có 3 loại pháp môn được thị hiện trong phẩm thần lực. Phẩm này nói rõ Phật Thế Tôn có thần lực này, cho nên có thể thuyết pháp đều thật chẳng dối để khuyên bảo chúng sinh, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Phân thân năng tịch đều gọi là Như Lai, diệu dụng vô phương thì gọi là thần. Uy thế có thể phá trừ được gọi là lực. Phẩm này thuyết minh rộng về thần lực của Như Lai, các phân thân Phật đều thị hiện diệu dụng không gì sánh nổi, có uy thế có thể đả phá được tà kiến bất tín để khuyến chúng sinh sinh tín, cho nên gọi là phẩm thần lực Như Lai. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi: Bồ Tát Dũng Xuất là những vị đã từng được Phật giáo hóa, Phật cần gì phải hiện thần thông để khiến sinh tín? Đáp: Bồ Tát Dũng Xuất từ lâu đã tin tưởng, chẳng cần Phật phải hiện thần thông, nhưng khuyến phát kẻ sơ cơ thì phải hiện thần lực. Thêm nữa, tín tâm có nông có sâu, phó trúc có nặng có nhẹ, nếu chẳng hiện thần thông để phó trúc thì e rằng sự phó trúc còn nhẹ, nếu chẳng khiến tin tưởng sâu sắc thì tín tâm ấy còn nông. Họ sẽ hy vọng là pháp dễ tu hành, cho nên phải hiện thần lực. Hỏi: Vì sao kinh này phó trúc phải hiện thần lực, còn các kinh khác thì phó trúc không có sự kiện này? Đáp: Vì kinh này bí mật hội nghị quy tông, còn các kinh khác chẳng thế nên phải hiện thần lực. Kinh văn: Bấy giờ ngàn thế giới tới mà cúng dường ngài. Tán rằng toàn văn phẩm này được chia làm hai phần: một phần đầu Dũng Xuất Thỉnh, hai phần sau Như Lai Phó Trúc. Đây là phần đầu có hai, đầu tiên nêu lên sau đó giải thích, chẳng những muốn để tế độ người khác mà còn muốn tự tu hành, cho nên thỉnh Phật hãy thuyết cho, nếu chẳng thế mà cũng nói thì sẽ là vô dụng. Chân có nghĩa là chân thực, tịnh có nghĩa là lìa nhiễm, đại pháp chỉ nhất thừa, thân cô ngữ diễn thuật tâm, dùng cả ba nghiệp thanh tịnh mà thỉnh Phật. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới hiện đại thần lực, tán rằng đây là phần sau Như Lai Phó Trúc. Có hai phần, đầu là trường hàng, sau là kệ tụng. Trong trường hàng có hai phần, phần đầu hiện thần lực, phần hai nói lời phó trúc. Văn phần đầu có 7 đoạn: một, nêu lên việc hiện thần lực; hai, lẻ lưỡi phóng quang; ba, đẳng hắn búng ngón tay; bốn, đất đều chấn động; năm, họ thấy quy y; sáu, ghép lọc thành mảng; bảy, thế giới thông là một. Đây là đoạn đầu nói qua Phật hiện thần lực là vì ba nghĩa: một là để nêu rõ thắng đức của kinh này, đặng khuyến khích việc lưu thông kinh này, đó là đoạn văn trường hàng từ Phật Bảo Bồ Tát Thượng Hạnh vân vân trở xuống; hai là để làm vui lòng chúng sinh khiến họ sinh tín, đó là một tụng đầu; ba là thấy các Bồ Tát phát nguyện lưu thông thuận tâm chư Phật cho nên Phật hiện thần lực, đó là tụng thứ tư. Kinh văn: Thẻ lưỡi dài rộng tới phóng vô lượng quang, tán rằng dưới đoạn thứ hai thẻ lưỡi phóng quang có ba mục: một, Thích Ca thẻ lưỡi phóng quang; hai, phân thân Phật thẻ lưỡi phóng quang; ba, thuyết minh thời tiết. Cổ đức tương truyền Phật có 7 thần lực: một, thẻ lưỡi; hai, phóng quang;
ba đằng hắng, bốn búng ngón tay, năm động đất, sáu kiếp lọng, bảy biến đổi cõi nước. Này thêm thứ tám nữa là thị hiện, tức là khiến phương khác từ xa mà ở đây vẫn nhìn thấy. Đó là thần cảnh thông đầu tiên trong sáu thông. Thần cảnh thông có hai thứ: A năng biến, B năng hóa. Năng hóa là vốn không có mà bỗng nhiên có, nghĩa là hóa thân, hóa ngữ, hóa cảnh. Năng biến nghĩa là chuyển đổi chất cũ. Đây chỉ 18 biến. Một chấn động, đó là đất động 6 cách. Hai rực lửa, trên dưới người bốc lửa, vân vân. Ba lưu bố, phóng quang dần dần chiếu hết nơi này nơi kia. Bốn thị hiện, thị hiện đủ mọi sự vật của các nẻo, các cõi, vân vân ở phương khác, khiến chúng trong hội từ xa thảy đều nhìn rõ. Năm chuyển biến, biến đất thành vàng, biến nước thành sữa, vân vân. Sáu qua lại, tung người qua lại khắp hết mọi chốn, thảy đều không gặp chướng ngại. Co lại, bảy co lại, có thể co cái to lại bỏ lọt trong cái nhỏ. Tám duỗi ra, có thể duỗi cái nhỏ ra thành to. Dùng một hạt cải mà có thể chứa cả núi tu di, phỉnh một sợi lông thành trạch pháp giới, vân vân. Chín đưa nhiều cảnh tượng vào trong bản thân, như có thể đưa các thế giới vào trong lỗ chân lông thân mình, vân vân. 10. Biến thành cùng loại, ứng với từng loại chúng sinh mà hiện thành hình loài đó để thuyết diệu pháp cho chúng, xong việc lại biến mất khiến chúng chẳng biết. 11. Hiện, 12. Ẩn, ẩn mất giữa đại chúng rồi lại khiến tự thân hiển hiện ra. 13. Sở tác tự tại, có nghĩa là biến chuyển hữu tình khiến chúng qua lại, còn bản thân lặng lặng mà hết thảy đều được tự tại. 14. Chế tha thần thông, nghĩa là Phật dần dần lần lượt có thể chế phục được các phép thần thông của các ngôi dưới là Bồ Tát, Thánh, Phạm Nhị Thừa thể hiện. 15. Năng thí biện tài, bố thí thất biện và tứ biện. 16. Năng thí ức niệm, có khả năng bố thí cho trí nhớ. Nếu ai quên về pháp thì có thể bố thí cho trí nhớ. 17. Năng thí an lạc, có thể bố thí cho sự an lạc, thuyết pháp cho vân vân, giúp đỡ trừ bỏ những sự hiểm nguy sợ hãi, dịch bệnh tai họa, khiến được các sự an lạc. 18. Phóng đại quang minh, có thể chỉ phóng một tia quang minh bỗng chốc chiếu sáng được vô lượng nước, làm ra sự lợi lạc lớn. 8. Thần lực ở đây, thần lực thứ nhất lẻ lưỡi là biến thứ 8 duỗi ra trong 18 biến. Thần lực thứ hai phóng quang là biến thứ 18 phóng đại quang minh trong 18 biến. Thần lực thứ ba đẳng hắng ở đây, tức là năng hóa không mà bỗng có, cho nên chẳng phải là 18 biến. Hoặc phép này mà thần lực thứ tư búng ngón tay là biến thứ 13 sở tác tự tại. Thần lực thứ năm động đất là biến thứ 1 chấn động. Thần lực thứ sáu khiến phương khác thấy, đây là biến thứ tư thị hiện. Thần lực thứ 7 chép lọc là biến thứ 7 co lại. Thần lực thứ 8 thông làm một cõi, đó là biến thứ 5 chuyển biến, biến nhiều thành một, biến uế thành tịnh. Ở đây luận nói rằng Phật lẻ lưỡi là để khiến chúng sinh nhớ lại tiên điều Phật thuyết, như lại vào thành Ba La khất thực chẳng được, sau ra khỏi thành rồi gặp một cô gái bố thí cho Phật cơm thiêu canh cạn, Phật thụ ký cho quả báo sau này. Bây giờ có vị bà La Môn rất không tin, Phật bèn thè lưỡi cho vị đó xem, khiến vị đó tin điều thụ ký của Phật sẽ chẳng sai qua. Lưỡi thè chạm tới mũi, còn chẳng vọng ngữ, hướng hồ lại là che kín mặt, giảng rộng ra thì như kinh đã nói. Tới cõi trời phạm thế, vì có lời biểu đạt vì trên cao hơn nữa, thì không dùng lời để diễn đạt nên chẳng tới trên. Phóng quang là để thức tỉnh những ai có duyên để phá si ám mỗi một lỗ chân lông. Biểu hiện kinh này có đầy đủ từ bi, nhất thường, bình đẳng, vô số quang, vì đủ muôn đức khắp mười phương, nghĩa là che chở hết thảy. Vì Phật Đa Bảo đã chứng kinh rồi nên chẳng thị hiện thần thông, chỉ có hóa Phật thị hiện. Kinh văn: Thích Ca tới thu tướng lưỡi lại, tán rằng đây là thuyết minh về thời tiết, tức thời gian. Kẻ ngu vì tâm mê cho là thời gian ngắn, người trí hiểu rõ thực tình thấy đủ trăm ngàn năm, Phật chuyển đổi tâm họ khiến họ chẳng cảm thấy.
Thêm nữa lại là của báo Phật, hóa Phật có sự khác nhau, kiến giải của thánh phàm cũng có sự phân biệt. Lại nữa, Phật hiện thần lực thực ra là trong ngàn năm, nhưng thần lực của Phật khiến chúng sinh chẳng cảm thấy, song rút ngắn lại chẳng kéo dài thời gian ra, đó là định luận. Cho nên chỉ nói là Thế Tôn 80 tuổi nhập diệt. Lại nữa, những điều thánh phàm được nghe tuy giống nhau, nhưng thời gian chứng đạo có được giác ngộ hoàn toàn khác nhau, như vậy cũng chẳng trái ngược nhau.